Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc đây và cảm ơn các bạn lại quay lại với Lộc để học guitar. Và Lộc tin chắc rằng là những người xem đến bài này là những người đang rất khao khát, rất đam mê và ước mong rằng mình sẽ và luôn ước mong rằng mình sẽ học và hiểu guitar về học và hiểu về guitar một cách chân phương nhất. Và hôm nay làm cái bài mà nó hơi lý thuyết một tí nên là Lộc cũng làm cái lý thuyết này thật nhanh rồi đưa các bạn vào thực hành thì các bạn sẽ chán, thì Lộc cũng ôn lại cái bài lần trước một chút. Ở đây là trong cái bài trước thì chúng ta đã học với nhau về cái việc giới thiệu đàn guitar, thì Lộc đã dùng chính cây guitar của Lộc để giới thiệu các bạn rồi. Thì cây guitar đây Lộc muốn nhắc lại các bạn là có thùng đàn này. Đấy. Trên thùng đàn sẽ có lỗ thoát âm này, rồi là có ngựa đàn này, có chốt để giữ dây đàn này, có cầu ngựa đàn. Cầu ngựa đàn là một cái đế gỗ để làm cho cái chỗ kết nối dây đàn với chỗ dây đàn nó được cứng nhất. Thì ta có những cái thanh ngựa đàn nhỏ gọi là ngăn phím đàn, có lược đàn hay gọi là ngựa đàn trên, có khóa đàn, có 6 khóa đàn đúng không, tương ứng với 6 dây đàn. Rồi là chúng ta có đầu đàn, rồi là chúng ta có cần đàn đó. Thì cái điều quan trọng nhất trong cái bài lần trước là các bạn phải nhớ cho mình là gây gì là đàn guitar gồm 6 dây mì là dề son si mí, tương ứng với 6 5 4 3 2 1. Đúng không? Thì dây bé nhất là dây mí, dây thứ hai là dây si, dây thứ ba là dây son, dây thứ tư là dây dê, dây năm là dây la và dây thứ sáu là dây mí. Các bạn nhớ cho mình cái điều quan trọng này là mì là dề son si mí, 6 5 4 3 2 1, mì là dề son si mí, 6 5 4 3 2 1. Thì cái đó là cái quan trọng nhất mà các bạn phải học với cái guitar thôi. Thì cái bài này là cái loại lý thuyết, thì lý thuyết hôm nay Lộc sẽ chia sẻ với các bạn hai phần, là phần nhịp và phần hợp âm. Phần thứ nhất là phần nhịp là gì. Nhịp thì các bạn sẽ nghe về cái từ này rất là nhiều rồi, đúng không? Yêu nhau thì ta biết là nhịp đập con tim nhau, đúng không? 1, 2, 3, 5, tim anh đánh rơi nhịp nào không, đúng không? Đánh rơi mất một nhịp rồi. Thì thực ra là nhịp là một khoảng thời gian được chia đều để những nốt nhạc được vang lên trong trong một ô nhịp. Thì nhịp là nhịp ở đây các bạn có thể đọc thấy là trường canh hay là tiết nhịp. Đọc cái hai cái từ này nó là từ Hán Việt, các bạn sẽ cảm thấy khó. Thì trong tiếng Anh thì nó là bar và major, nhưng mà trong tiếng Việt bây giờ thì gọi nó là một khoảng thời gian, được khoảng thời gian trường canh hay là một khoảng thời gian, và nó được chia đều. Các bạn nhớ hai yếu tố quan trọng nhất của nhịp, đó chính là được chia đều và nó là một khoảng thời gian. Nhịp là một khoảng thời gian hay là những khoảng thời gian, nhiều nhịp thì sẽ là những khoảng thời gian, và một nhịp sẽ là một khoảng thời gian, và nó được chia đều trong tác phẩm nhạc, trong tác phẩm âm nhạc. Nó cứ lặp đi lặp lại và chia đều ra trong cả một cái bài hát đó thì gọi là nhịp. Thì trong ký âm ấy, nhịp được định ra bởi các vạch nhịp, trong ký âm thì nhịp được định ra bởi các vạch nhịp đấy, và vạch nhịp sẽ tạo ra ô nhịp. Thì các bạn sẽ thấy ô nhịp là gì. Ô nhịp là một phần của khung nhạc được xác định rõ bởi số phách cho trước, mỗi phách tương ứng với một hình nốt cụ thể. Về hình thức, mỗi ô nhịp được giới hạn bởi các vạch nhịp. Thì cái này nó rất là đơn giản thôi, nó sẽ nhìn vào bức tranh bên dưới này. Thì ví dụ như đây là tôi có cái khóa son đầu tiên, cái này thì các bạn học các lớp cấp 2 thì các bạn thừa biết rồi, đúng không? Cấp 2, cấp 1 thì các bạn đã biết là đầu tiên là học cái khóa son này rồi. Sau đó là đến 2-4, đây chính là nhịp 2-4, đúng không? Ký hiệu như này chính là nhịp 2-4. Và cái phách là cái gì? Cái phách chính là cái nốt nhạc ở trong một cái ô nhạc, nhịp 2-4 thì sẽ có hai phách. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là hai nốt nhạc thì đó sẽ có một cái vạch cắt vào giữa năm cái dòng kẻ bốn khe này. Thì nó sẽ tạo ra một ô nhịp. Tương tự bên cạnh, khi ô nhịp này kết thúc thì nó sẽ có ô nhịp tiếp theo. Và các bạn sẽ thấy là ô nhịp tiếp theo đây nó lại có ba lốt nhạc. Thì sao lại có ba lốt nhạc được mà trong nó chỉ có hai phách thôi, nên có một phách phải chia làm đôi, cho nên cái phách thứ hai này chia làm đôi, làm hai lốt nhạc và nó nối liền với nhau bằng một cái gạch ngang này nối liền. Tương tự như cái
ô bên dưới này các bạn sẽ thấy là nó cũng nối vào một cái gạch ngang hai để nó biết rằng là nó đi vào liền với một phách, nó thành một phách, hai thằng đó thành một phách. Thì đó là cái biểu hiện của một ô nhạc. Các bạn sẽ thấy ở trong cuối cái dòng kẻ nhạc này nó có một ô nhạc, chỉ có một nốt thôi, chỉ có một nốt thôi. Bởi vì cái nốt này một mình nó sẽ ăn cả hai phách luôn, sẽ ăn cả hai phách luôn. Thì đó là cái trường độ của nốt nhạc thì chúng ta sẽ học trong một cái bài nhạc lý. Về guitar thì khi mà nâng cao thì mới học đến nhạc lý thôi. Còn khi đệm hát thì chưa cần phải học đến nhạc lý nhiều, nó sẽ rất đau đầu. Chúng ta cũng chỉ cần biết là nhịp là cái gì. Nhịp là một khoảng thời gian được chia đều trong một tác phẩm nhạc, và nó có rất là nhiều các nhịp như vậy thì gọi là có rất nhiều các khoảng thời gian, và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, lặp đi lặp lại như vậy thì nhịp được phân ra bởi các vạch nhịp, và vạch nhịp nó tạo ra ô nhịp, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì chúng ta hôm nay sẽ học với nhau về cái nhịp của quan trọng nhất, đó là nhịp 4/4. Các bạn học về nhịp 4/4 thì đồng nghĩa các bạn sẽ biết thì tất cả các nhịp khác, định nghĩa thì nhịp nó giống nhau. Nhịp thì các bạn biết là khoảng thời gian rồi, được chia đều rồi. Thì nhịp 4/4 thì cái 4 thứ nhất có nghĩa là 4 phách, 4 phách. Cái 4 thứ hai là cái khoảng thời gian, 4 là khoảng thời gian. Thì cái khoảng thời gian này nó tùy thuộc vào cái người sáng tác, nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào người, và nó cũng tùy thuộc vào người sáng tác là người đó cho cái trường độ bao nhiêu cho cái số 4 này. Thực ra thì nó có thêm các loại nhịp nữa, và thực ra thì nó có nhịp 6/8 nữa là nhịp bolero của chúng ta, cái nhạc bolero hay nhạc trữ tình, nhạc vàng. Có một số cái là các bài hát khác thì nó lại là nhịp 9/8, có bài thế lại nhịp 9/8, rồi là có bài nó lại rất là cái nhịp 12/8, rồi là có những cái nhịp khác nữa. Thì thật ra thì phức tạp quá, chúng ta không học nhiều, chúng ta chỉ học có thông thường, chúng ta chỉ học có nhịp 4/4, nhịp 2/4, nhịp 3/4 và nhịp 6/8 là chơi được rất rất nhiều bài hát rồi, rất nhiều bài hát rồi. 90% các bài hát, 80 đến 90% các bài hát trên thế giới này là chơi bởi bốn cái nhịp này. Thì nhịp 4/4 ấy là gồm 4 phách, và mỗi phách thì bằng một nốt đen. Chúng ta sẽ hỏi là các bạn sẽ hỏi Lộc là một nốt đen là một nốt gì, thì Lộc sẽ nói luôn với các bạn là một nốt đen là bằng một phách, thì các bạn sẽ không hiểu đâu. Thì đầu tiên thì ai học thì cũng thế thôi, không hiểu đâu một nốt đen là cái gì mà một nốt và một phách là cái gì. Thì các bạn biết là một phách bằng một nốt đen, một nốt đen bằng một phách, thì cứ nhớ như vậy đi. Thì khi các bạn học nâng cao lên thì nó sẽ nói rõ hơn ở cái vấn đề này. Các bạn có biết là có 4 phách, mỗi phách là một nốt đen. Nếu mà không biết là một nốt đen là gì, cứ nhớ là một nốt đen là, thì cứ nhớ là một nốt đen là một phách, cứ nhớ thế nhá. Thì như 4/4 mà gồm 4 phách. Phách đầu tiên sẽ là phách mạnh. Đấy, phách đầu tiên sẽ luôn là phách mạnh. Các bạn nhớ cho Lộc cái điều rất này, là điều rất là quan trọng. Phách thứ hai sẽ là phách nhẹ. Phách thứ ba sẽ là phách mạnh vừa. Và phách thứ tư sẽ trở lại là phách nhẹ. Trong một số các người chơi đàn khác thì họ sẽ đánh cái phách 1 và phách 3 gần như bằng nhau. Có một số người khác thì họ đánh phách 1 là phách đầu tiên, là phách mạnh nhất và to nhất, và ba phách về sau là ba phách nhẹ, không có phách nào mạnh vừa cả. Và đa phần mọi người đều chơi theo cái cách mà Lộc đang trình bày trước mặt các bạn đây, đó là phách đầu là phách mạnh, phách hai phách nhẹ, phách thứ ba phách mạnh vừa, và phách thứ tư lại quay lại phách nhẹ. Nhưng hãy nhớ là có những người ta sẽ chơi phách đầu tiên là phách mạnh, ba phách sau là phách nhẹ. Có những người ta sẽ chơi khác là phách đầu tiên là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ, phách thứ ba vẫn là phách mạnh, và phách thứ tư là phách nhẹ. Thì đó là tùy vào cái cảm xúc, cái cách người ta chơi, cái ý tưởng người ta, tùy thuộc. Cái này nó không có gì đúng sai, quan trọng là bốn phách, mỗi phách bằng một nốt đen, một nốt đen bằng một phách, thế thôi nha. Thì các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy dễ nhớ hơn. Còn cái bên dưới này là cái phát biểu bằng lời. Cái phát biểu bằng lời là nhịp 4/4 gồm có 4 phách, trong mỗi nhịp mỗi phách bằng một nốt đen, mỗi nốt đen là một phách. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai phách nhẹ, phách thứ ba là phách mạnh vừa, phách thứ tư là phách nhẹ nhất. Thì chung quy như thế. Đấy là một cái phát biểu bằng lời thì nhìn nó hơi lằng ngoằng này. Nhưng các bạn nên chép cái này vào, nên chép cái bên trên này và đánh bút màu nó sẽ đẹp hơn. Tương tự như vậy các bạn sẽ có nhịp 2/4 và nhịp 3/4, đúng không? Thế nhịp 2/4 và nhịp 3/4 thì nó được. Thì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhịp 2/4 là mỗi ô nhạc có hai phách. Có hai phách đúng không? Hay gọi là mỗi phách là một nốt đen, đúng không? Mỗi nốt đen là một phách, có hai phách. Có hai phách. Mỗi phách một nốt đen, mỗi nốt đen là một phách. Thì sau này ta lên cao các bạn sẽ chia sẻ với các bạn
thế nào là phách, thế nào là nốt đen, tại sao lại là một phách một nốt đen, sao không gọi là có hai nốt đen luôn, đúng không? Rồi tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì nhịp thì tương tự như vậy, tiếp theo nó sẽ có nhịp 3-4 này. Nhịp 3-4 là gì? Nó sẽ có nhịp 3-4. Thì nhịp 3-4 là mỗi ô nhạc sẽ có bao nhiêu? Sẽ có 3 phách thôi, đúng không? Mỗi ô nhạc sẽ có 3 phách. Có 3 phách. Quá đơn giản, sẽ có 3 phách. Thế nhưng mà cái điều mà các bạn lại hỏi Lộc, thế nhịp 6-8 là nhịp gì? Nhịp 6-8 là nhịp. Thì nhịp 6-8 là cái nhịp gì? Thì Lộc sẽ giới thiệu luôn cho các bạn, nhưng mà sau này chúng ta học nâng cao với nhau. Nhưng mà khi này chúng ta học sang cái nhịp này thì Lộc sẽ nói lại sau. Nhưng mà các bạn vẫn phải biết để ai cho các bạn đỡ bị tò mò. Thì nhịp 6-8 là nhịp gì? Thì nhịp 6-8 là một nhịp kép. Nó gần như là 2 nhịp 3/8 cộng lại, giống như là 2 nhịp 3/8 cộng lại. Thì các bạn sẽ hỏi Lộc là tại sao không phải là 2 nhịp 3/4 cộng lại mà lại là nhịp 3/8 cộng lại? Tại sao nó không phải là hai cái nhịp 3/4 này? 3/4 cộng lại. Sao nó lại là 3/8 cộng lại 6/8 được? Thì cái câu trả lời này nó đến nay nó rất là nhiều người thắc mắc, và nó cũng rất là nhiều người trả lời nó cũng không thể nào đúng và hiểu hết được. Thì Lộc cũng không thể nào trả lời và khẳng định rằng thì nó cũng không thể nào câu trả lời của Lộc sẽ là câu trả lời đúng nhất được. Thì nó cũng chỉ trả lời các bạn ở cái chỗ là nhịp 3-4 ấy, hai nhịp 3-4 cộng vào thì không thể nào bằng một nhịp 6-8 được. Bởi vì một nhịp 3-4 ấy và một nhịp 6-8 thì nó có trường độ bằng nhau. Vốn dĩ 6-8 và 3-4 là bằng nhau rồi, đúng không? Vốn dĩ 3-4 và 6-8 bằng nhau thì không thể nào cộng 3-4 thành 6-8 được, đúng không? Các bạn lấy 6/8 mà chia cho 2 thì cũng phải là bằng 3/4 không? Thì đúng là như vậy. Thì 6-8, 3/4 bằng nhau. Nhưng mà trên thực tế thì điệu 6-8 thường chơi chậm hơn một nửa, gần như là một nửa so với nhịp 3-4. Nhịp 3-4 gần như là một nửa. Nhịp 6-8 dường như là chơi chậm hơn gần như là một nửa so với nhịp 3-4. Nhưng mà trên nhạc ấy thì 3-4 bằng 6-8 mà nốt móc đơn là bằng một nửa nốt đen. Tức là 6 phách của nhịp 6-8 cũng chỉ bằng 3 phách của nhịp 3-4 mà thôi. Thế nên là gần như là nhịp 3-4 chơi nhanh gần gấp đôi nhịp 6-8. Đó là câu trả lời của Lộc. Và nó phải bằng nhịp 3/8 cộng lại. Thì nói về cái nhịp 6-8, nhịp 3-4 và nhịp 2-4 này, thì các bạn biết nhà 2-4, 3-4 và 4-4 nó là đi cùng với nhau, nó là một ruột với nhau. Thì các bạn sẽ thấy là tốc độ nó gần như xem nhau. Chỉ có nhịp 6-8 là một cái cách mà người ta soạn ra, nó đặc biệt, nó khác biệt, nó tạo ra một cái dòng nhạc khác, một cái chất nhạc khác, một cái kiểu lối chơi khác. Thì đó tạo nên một cái âm nhạc 6-8, nhạc bolero vĩnh viễn và vĩnh hằng. Vĩnh viễn rất là hay và tuyệt vời, trải qua các thế hệ, trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn bất hủ, đúng không? Thì đấy là nói để chia sẻ với các bạn. Thì khi mà chúng ta học nhịp 6-8, Lộc sẽ nói lại cái này sau. Thì nói nhiều quá nó sẽ đau đầu về lý thuyết, các bạn đừng quan tâm nhiều nữa.